Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của olm.vn. Được nghe bài hát về các chữ cái tiếng Việt. Đến trường với thầy cô, bạn bè, các con không chỉ được học hát, học nhảy, học vẽ, mà chúng mình còn được dạy học đọc, học viết, để các con có thể đọc sách, viết bài. Những nội dung ấy sẽ nằm trong môn tiếng Việt. Và bài học đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ học chữ ghi âm A, bờ và dấu huyền. Phần thứ nhất, chúng ta cùng nhau khởi động. Cô có hình ảnh phòng khách của một ngôi nhà như sau. Con nhận ra những nhân vật nào trong tranh? Rất chính xác, trong phòng khách này, bố và em bé đang chơi cùng nhau. Cô có câu văn: Ba và Hà chơi ở nhà. Trong câu văn này, chúng mình nhìn thấy những chữ cái và dấu mà hôm nay chúng ta được học. Chúng ta thấy âm bờ trong tiếng ba. Đây là âm bờ được viết in hoa. Còn khi âm bờ được viết thường, chúng ta thấy đây là âm bờ được viết thường. Tiếp theo, âm A trong tiếng ba. Âm A trong tiếng và. Âm A trong tiếng Hà. Hà là tên của em bé. Âm A trong tiếng nhà. Đồng thời, các con cũng thấy được ba dấu huyền. Đây là các chữ ghi âm A, bờ và dấu huyền mà ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Cô giới thiệu với các con chữ ghi âm A và chữ ghi âm bờ. Các con có thể quan sát. Chữ ghi âm A. Đây là chữ A được viết thường. Bên cạnh đó, các con có thể thấy chữ A được viết in hoa. Còn chữ ghi âm bờ, các con có thể thấy chữ bờ. Đây là chữ bờ được viết thường và chữ bờ viết in hoa. Các con thân mến, xung quanh chúng mình có rất nhiều đồ vật, con vật mà tên của chúng có chứa các âm A, âm bờ. Chúng mình cùng chuyển sang phần nói để biết đó là gì. Cô có trò ai tinh mắt? Với hình ảnh của ngôi nhà như trên, nhìn vào hình ảnh này, con hãy chọn ra những sự vật mà tên gọi của nó có chứa âm A, âm bờ. Rất chính xác, các sự vật mà tên gọi của nó chứa âm A, âm bờ có trong hình ảnh trên là nhà, gà,
bò. Bí và bắp cải. Với hình ảnh chú gà trống, các con có thể thấy chú gà trống. Cô có thể nói gà trống cầm cào. Tương tự như vậy, con nhìn và nói xem gà mái cầm gì. Các con đã nói rất đúng. Chúng ta có thể có câu văn gà mái cầm lá. Tiếp theo, nhìn các loại rau củ, cô lại nói quả bí màu vàng. Dùng đúng cách nói của cô, con hãy nói về bắp cải nhé. Cô chúc mừng chúng mình đã nói rất chính xác. Chúng ta nói được bắp cải màu xanh. Hoặc nói đến ngôi nhà màu đỏ. Vậy là với những đôi mắt rất tinh, chúng mình đã nhìn thấy và chỉ ra các đồ vật, nói được những đặc điểm cơ bản của chúng. Trong câu văn các con nói xuất hiện các tiếng có chứa âm A, âm B. Tiếp tục tìm hiểu, chúng ta sẽ chuyển sang phần nghe. Cô có những hình ảnh như sau. Chúng ta cùng đi tìm nhóm cho đồ vật. Trước hết, các con cùng lắng nghe cô gọi tên của chúng. Lá, búp bê, ba lô, sách, bi, bút chì màu, bấm, bút bi. Các con cùng nghe lại một lần nữa. Lá, búp bê, ba lô, sách, bi, bút chì màu, bấm, bút bi. Các con thân mến, tên gọi của những đồ vật này là những từ có tiếng chứa âm A, âm B hoặc cả hai âm, âm A và âm B. Con hãy sắp xếp chúng cho đúng vào ba nhóm này. Chúng ta đã sắp xếp rất chính xác. Với các từ các con vừa nghe được, cô có ba nhóm mà tên gọi của chúng là các tiếng chứa âm A, âm B hoặc cả hai âm A và B như sau. Chúng ta có thể nhóm lại. Trước hết, lá và sách thuộc cùng một nhóm những tiếng chứa âm A. Búp bê, bấm, bi, bút bi thuộc cùng một nhóm mà tên gọi của chúng là những tiếng chứa âm B. Cuối cùng, ba lô, bút chì màu thuộc cùng một nhóm mà tên gọi của chúng có những tiếng chứa cả âm A và âm B. Vậy là xung quanh chúng mình có rất nhiều đồ vật, con vật, sự vật mà tên gọi của chúng có những tiếng, những từ chứa âm A, âm B. Các con hãy quan sát để gọi cho chính xác nhé. Phần tiếp theo, cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần đọc. Hai âm A và B. Các con lưu ý, với chữ cái ghi âm A, các con đọc miệng mở rộng, và âm A khi con đọc, con mở miệng rộng nhất. A, A. Còn chữ cái ghi âm B, khi các con đọc, chúng ta
như hai môi mím lại rồi đột ngột mở ra. Bờ, bờ. Với hai chữ cái ghi âm này, chúng ta có thể có các tiếng như sau. Chúng ta có ba, bà. Các con quan sát kỹ. Trước hết, tiếng ba có âm bờ đứng trước, âm a đứng sau, bờ a ba, ba. Với tiếng bà lại là âm bờ đứng trước, âm a đứng sau, nhưng các con đặt dấu huyền trên âm a, bờ a ba huyền bà, bà. Các con quan sát cho kỹ những mô hình của các tiếng này. Bây giờ cô để khuyết một phần. Con hãy tìm các thể chữ cho phù hợp để hoàn thiện các từ trên. Chúng mình đã trả lời những câu hỏi rất chính xác. Chúng ta điền được những chữ ghi âm A và chữ ghi âm B vào những tiếng còn khuyết như trên. Đó là với tiếng thứ nhất, tiếng ba, các con điền thêm chữ A. Với tiếng thứ hai, tiếng bà, các con điền thêm chữ ghi âm B. Với những tiếng này, chúng ta cũng có thể ghép được các từ như sau. Các con hãy cùng cô luyện tập kỹ năng đọc. Hình ảnh thứ nhất, hình ảnh thứ nhất, ba, ba. Chúng ta cùng đọc lại. Ba, ba. Hình ảnh thứ hai, chúng ta có ba, bà. Chúng ta cùng luyện tập lại. Ba, bà. Cô trò mình cùng luyện tập lại kỹ năng đọc nhé. Chúng ta thấy xuất hiện lại bốn hình ảnh với các tiếng, các từ. Đó là ba, bà, ba ba, ba bà. Chúng ta luyện tập đọc lại một lần nữa. Ba, bà, ba ba, ba bà. Và chúng ta có câu văn trong hoàn cảnh như sau. Em bé nói a, bà. Chúng ta cùng đọc lại. A, bà. Chúng ta đọc với cảm xúc rất vui sướng. A, bà. Để củng cố kiến thức của phần này, các con hãy cùng tương tác với OLM trong các câu hỏi sau đây. Phần cuối cùng, để xem những chữ ghi âm A và chữ ghi âm B được viết như thế nào, chúng ta cùng chuyển sang phần viết. Trước hết, với chữ cái A, các con quan sát cách viết. Chúng mình cùng xem lại một lần nữa. Các con nhớ đặt bút cho đúng vị trí. Còn với chữ cái ghi âm bờ, chúng ta cùng quan sát cách viết.
các con cùng quan sát lại. Vậy là rất nhanh chóng, chúng ta đã được tìm hiểu về chữ ghi âm A, âm B và dấu huyền. Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ luyện tập thật tốt các kỹ năng trong bài học này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con và hẹn gặp lại chúng mình ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.